Thúy Vân xin trân trọng gửi lời chào đến các khán giả đang đến với một chương trình nữa của Heart to Heart, Art to Art, một chương trình được sự cộng tác giữa SaigonTV và VAALA. Và ngày hôm nay thì Thúy Vân xin được trân trọng giới thiệu đến các khán giả là chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện thân mật với chị An Phong. Xin chào chị An. An Phong xin kính chào tất cả mọi người của đài. Dạ. Chị An Phong là một họa sĩ rất là được yêu mến và rất là nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và chị đã trong giới mỹ thuật rất là nhiều thập kỷ rồi. Dạ rồi. Dạ gì? Cái này mà đáng lẽ là hỏi trên TV là cái này hơi bị kỳ đó nha. Nhưng mà thôi, nhiều rất là nhiều năm. Và chị An Phong, nếu mà quý vị chưa biết thì chị An Phong cũng là một giáo sư mỹ thuật của trường Cal State Pomona. Và bên cạnh đó chị An Phong rất là active trong những hoạt động cộng đồng. Chị là chủ tịch của hội VAALA. Xin chào chị, chị có thể chia sẻ, giới thiệu thêm những cái gì mà Thủy Vân thiếu với các khán giả. Từ năm 1992, khi mà anh Phong học trường Master Degree ở Cal State Fullerton, khi học về những họa sĩ quốc tế như là Jackson Pollock, Picasso, cứ tự mình hỏi mình vẽ như mấy ổng đâu có giống mình được. Thành ra tự nhiên có cái ý muốn tìm về nguồn. Qua Mỹ lúc đó cũng lâu rồi, thành ra tình cờ có dịp tới báo Người Việt và có dịp quen với hội VAALA, có nghĩa là hội văn học nghệ thuật Việt Mỹ lúc đó gọi là VAALA, là Vietnamese Art and Letter Association. Anh Phong thấy rất là hợp với nhau, là mình vẽ những cái gì của mình thích nhưng mà những cái nội dung với lại những cái tác phẩm mỹ thuật của mình cũng đi cộng hưởng chung với những người họa sĩ khác. Thì từ đó cái anh Phong dính luôn, là từ năm 1994 tới ngày hôm nay. Wow, hai mươi mấy năm. Đúng rồi. Thì thế thì vừa là họa sĩ là chị có cái nhu cầu phải sáng tác rất là đều đặn, vừa là một educator, là một cái nhà giáo dục, tại vì chị là giáo sư. Thế thì hai cái chuyện đó nó có lấy mất nhiều thời gian của nhau không? Làm sao mà chị có thể cân bằng hai cái nghề nghiệp mà có vẻ giống như là nó hoàn toàn nó khác nhau đến như vậy? Tôi thấy hai cái ngành đó hợp với nhau với tôi. Tôi thích nó. Tôi thích đi dạy. Với lại khi mà đi dạy như vậy nó cho một cái cuộc sống ổn định, là lúc tôi vẽ tôi không cần nghĩ là tôi vẽ cho ai, mà tôi vẽ cho tôi. Mà một khi tôi vẽ cho tôi là tôi không nghĩ là tranh tôi ai mua hay là tôi sẽ bán như thế nào, cái đó không cần thiết nữa. Mà mình vẽ được những cái gì mình muốn nói từ cái cảm xúc trong cái thật của mình, những cái điều đó nó quan trọng với tôi. Khi mà đi vẽ, đi dạy, tất nhiên là trường học chứ là học sinh lấy rất là nhiều thời gian của mình. Vì những cái điều đó mà tôi trở thành một người rất là flexible, có nghĩa là lúc lái xe từ nhà mà tới Capoli Pomona cũng gần 45-50 phút đó mỗi lần đi. Cái thời gian đó là thời gian sáng tác, ngồi trong xe không mở nhạc, không gì hết, tự nhiên cái não nó biết đi, nó biết bay, nó suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, tự nhiên hình thành như là một giấc mơ trong đầu. Về tới nhà phải bắt giấc mơ đó. Thế tự nhiên mình thấy được một cái gì đó mình muốn vẽ, hay là hôm đó mình lên TV, hay là mình nghe radio, hay là mình đọc báo, hay là nhất là Facebook ngày hôm nay, thấy được những cái gì đó mình hiểu, mình thấy nó đụng tới mình, nó đụng vào ngay cái chỗ này nè, cái tự nhiên nó có cảm xúc đi ra, cái về tới nhà mình bắt đầu bắt mơ là mình nghĩ lúc đó. Nhưng mà cảm xúc như vậy thì phải diễn đạt như thế nào, tại vì cảm xúc là một cái chuyện mà nó mơ hồ. Mà cái đi mà vẽ vô làm cái gì tạo hình, thì mình phải diễn tả cái tạo hình nó như thế nào. Thì bắt đầu mình làm việc khi mà sau khi về nhà. Mà hay chỗ là gia đình cũng dễ chịu, hôm nào muốn nấu đồ ăn thì gia đình ăn. Mà hôm nào mà vẽ mà hứng quá không nấu thì nói thôi hôm nay cả gia đình ra ngoài ăn, ai cũng mừng hết. Ăn ngoài ăn ngon hơn nhà. Thì dễ chỗ đó. Thủy Vân tin chắc là các sinh viên của chị Anh Phong hồi nãy giờ Thủy Vân ngồi bên cạnh mà cứ cười tủm tỉm hoài, tại chị Anh Phong dễ thương quá quý vị, mà thế nào là sinh viên rất là yêu quý chị. Thế thì Thủy Vân có thể cảm giác được là sáng tác và mỹ thuật tranh là đam mê của chị. Thế thì chị biết tới cái niềm đam mê đó và chị quyết định là theo đuổi mỹ thuật từ khi nào và tại sao? Mẹ tôi đẻ nhiều con, tôi không phải là đứa con lớn, là có một người chị cả, và tôi có đứa em gái. Mẹ thì không có công bằng, từ lúc nhỏ mới lúc 6-7 tuổi lúc nào cũng nói chị mình lanh, mà chị lanh thiệt. Mà cứ khen em mình đẹp, mà em mình đẹp thiệt. Mình nghe chính giữa không bao giờ được khen. Càng nhất. Không bao giờ được, không được khen. Cái tự nhiên mình muốn làm một cái gì mà chị mình có, em mình không có. Cái từ nhỏ cứ ngồi vẽ, xong rồi thấy chị mình không vẽ được, mà em không vẽ được, mình khoái quá. Cái tự nhiên cái nó thành một cái gì nó khuyến khích sống mà vui đó.
cái từ đó cái đam mê luôn từ nhỏ, tức là từ lúc 6-7 tuổi bắt đầu nhỏ xíu đó làm biết cầm viết là ngoài giấy vẽ, mà tới ngày hôm nay luôn là bao nhiêu năm trời, mà tới ngày hôm nay mình thấy là mình tìm được một con đường nó khuyến khích mình đi, nó khuyến khích mình nhìn đời một cách tích cực hơn. Tại vì đời không phải lúc nào cũng đẹp đâu. Ai mà chẳng có cuộc đời lên rơi xuống chó phải không? Có lúc nghèo sạc nghiệp cũng có phải không? Có lúc mà qua tới Mỹ mà bàn tay trắng cũng có phải không? Mà chính vì cái nghệ thuật tạo hình nó giúp anh Phong tới ngày hôm nay, nó cho mình sống là như lúc nào cũng cười được hết. Tại vì cái điều mà mình không cười mình bỏ vô tranh rồi. Và những bức tranh của chị Anh Phong chuyên chở những cái suy nghĩ, những cái đắn đo, những cái trăn trở, như lúc nào nhìn chị Anh Phong cũng vui hết trơn á. Thì Phong rất là thích khi mà đi những cái sự kiện gặp chị Anh Phong là hai chị em cứ ngồi mà tiếu tha tiếu tiết với nhau và cười cứ như là hai người bằng tuổi. Kính thưa quý vị, thì có một điều đó là khi mà Thủy Vân đi coi bức những cái cuộc triển lãm, nhìn một bức tranh chưa nhìn tên của tác phẩm cũng như là chưa nhìn tên họa sĩ là Thủy Vân cũng biết được là tranh của Anh Phong. Tại vì tranh của Anh Phong có một cái phong cách rất là riêng. Nhắc tới Anh Phong là nhắc tới biển, nhắc tới màu xanh, nhắc tới những cái sắc độ của màu xanh. Phải nói là Thủy Vân không dám nói là 80-90%, nhưng mà hình như lần nào cũng vậy. Thế thì tại sao điều gì đó thôi thúc chị là khi mà chị sáng tác bấy lâu nay màu xanh vẫn là màu chủ đạo? Anh Phong đi vượt biên vào năm 1981. Lúc đó tưởng là trời sập rồi, tức là không còn tương lai, không được vô đại học, không biết làm gì, và phải đi suốt ngày đạp xe đạp đi vòng thành phố đã đổi tên lúc đó là thành phố Hồ Chí Minh đó. Cái tự nhiên tình cờ anh Phong được đi dạy học, dạy lớp 6, lớp 7 thôi đó, mà dạy vẽ. Tình cờ được đứa học sinh dẫn đi vượt biên. Tình cờ đi lọt mà anh đứa học sinh không lọt. Suốt cái thời gian mà đi chỉ trong 5-6 ngày đó, cái biển nó đập trong người mình, nó ở lại tới ngày hôm nay. Có nghĩa là cái màu nước biển, cái muối của nước biển vẫn còn ở trong tim tới ngày hôm nay. Cái tự nhiên mình thấy đó nó chính là cái gì mà mình có thật với mình, mà mình đem từ cái thế kỷ 20 tới ngày hôm nay thế kỷ 21 nó cũng nằm trong người mình. Thì tại sao không sử dụng nó? Tại sao không sử dụng nó để nói lên mình là ai? Tại vì không phải ai cũng có cái điều đó mà anh Phong có. Hay vậy, cái màu xanh nó đi với anh Phong từ lúc đó tới ngày hôm nay. Nhớ cái ngày thứ hai mà đi vượt biên á, là cái ngày, tại vì đi vượt biên buổi sáng đâu có đi được công an bắt á, phải đi buổi tối đi chui mà. Cái ngày thứ hai mà khi ra tới Hải Phận đó là ban đêm mà lại không có mặt trăng, khi mà mình bỏ cái tay mình xuống dưới biển thấy màu đen không à. Mà cái màu đó tới ngày hôm nay nó còn ám ảnh anh Phong. Hình như vẽ lúc đầu những cái tranh màu đen của biển với màu đen ngòm á, rất là nhiều, nó là cái thật của anh Phong. Nhưng mà tới ngày hôm nay á, có dịp đi ra là nguyên là biết rồi, đi ra siêu biết rồi, trời đẹp lắm rồi không, màu nó cũng bắt đầu thay đổi nhưng mà nó cũng còn màu xanh trong đó. Hình như anh Phong muốn diễn cái màu xanh rất là nhiều, nhưng mà tới ngày hôm nay á, màu nó bắt đầu thay đổi nữa, tại vì là anh Phong muốn thay đổi thành nhã. Nhưng mà dù sao cái màu xanh nó vẫn còn, nhưng mà nhiều khi tiếng Việt của mình nó hơi đơn giản, mình chỉ nói màu xanh dương. Nhưng mà thiệt ra tiếng Mỹ cái màu xanh nó có cả 86 chữ để nói chữ màu xanh dương. Nó có từ cái navy blue, baby blue, teal blue, cerulean blue, thalo blue, nó có đủ thứ blue hết. Thành ra cái màu xanh của anh Phong nó đa dạng, không phải là một màu. Từ lúc đó mình hứng mình xài màu gì mình vẽ màu đó, nó đi với nhau, nó quyện với nhau. Thì giống như mà lúc mà em mình đứng mà thưởng thức tranh của chị Anh Phong là Thủy Vân thấy nó rất là nhiều cái lớp màu nó đang quyện vào nhau. Và một cái điều đặc biệt của chị Anh Phong nữa là chị dùng acrylic, đúng không? Tại khi mà acrylic, khi quý vị thấy trên acrylic khi mà nó khô lại nó rất là cứng, cũng như là mixed media là nó những cái gì nó rất là fix. Nhưng mà khi mà mình đứng mình thưởng thức tranh, đặc biệt tranh của chị Anh Phong, cảm giác như là nước nó vẫn mềm mại, nó chuyển động ngay trước mặt mình. Thế thì tại sao, Thủy Vân nghĩ hình như là cái đó nó tự nhiên cái đó hợp với chị, nhưng mà tại sao là chị lại chọn hai cái thể loại đó ngay từ lúc đầu? Đó là một cái sự tìm tòi, tại vì anh Phong thấy dẫu sao thì anh Phong cũng là phụ nữ, hay là cái đường cong đi với mình nhiều,
Hình như cái nét vẽ của anh Phong có nhiều nét đường cong, nó gọi là very natural way, organic line. Đó là một điều. Điều thứ hai, cái tính của mình là tính nóng. Mà ngồi vẽ xong dầu mấy ngày không khô rồi nhớ làm sao vẽ tiếp. Mà tự nhiên thấy acrylic nó hợp với mình. Là nó cho phép mình vẽ nhiều độ, nhiều lớp màu chồng với nhau. Thì đối với anh Phong, cái loại mà chồng với nhau nó diễn tả được. Ngày hôm nay, 2017, anh Phong ngồi đây vẽ. Có những lúc nhớ ngày kia, mấy năm trước, năm 1975 mình đang sống ở đâu, 1990 mình đang làm cái gì. Hình như cái quá khứ nó cứ luyện với cái hiện tại. Thì cái lúc vẽ mình lấy cái màu mới nó chồng lên cái màu cũ, nó có cái ý đó. Là lối vẽ. Với lại thứ cái acrylic nó cho phép anh Phong làm một cái lối vẽ sừng sùi. Nó thật là một họa sĩ phải đi tìm một cái lối riêng cho mình. Dù như mình gái mình đẹp cách nào mình phải có cái nét của mình cơ. Thì đó đó, thì cái nét tranh nó phải có cái nét đặc biệt của mình, nên nhìn nhân thì biết liền cái đẹp không phải là cái lông mày dài hay là cái gì, nhưng mà cái đẹp là cái cá tính á. Thì tranh nó có cá tính trong đó, thì cái lối hình phong vẽ thì cái độ dày nó khác nhau, những cái chỗ nó dày nó mỏng nó khác nhau ở chỗ đó. Khi nãy chị Anh Phong có nói là cái màu xanh đeo đuổi chị mấy chục năm nay, nhưng mà bây giờ trong những cái tác phẩm gần đây thì nó có một cái sự thay đổi, là anh Phong muốn thay đổi, có nghĩa là cái tông màu cũng thay đổi. Nhưng mà trước khi mà Thủy Vân hỏi chị Anh Phong câu hỏi này, Thủy Vân xin đọc một cái nhận định từ nhà báo Mạc Lâm. Thì khi mà Thủy Vân đọc cái này, Thủy Vân suy nghĩ rất là nhiều. Mà đọc trước ha, để nhắc cho chị Anh Phong nhớ. Thì nhà báo Mạc Lâm nhận xét rằng triển lãm lần này họa sĩ đưa ra khá nhiều màu sắc có dáng dấp hồi sinh, không còn ám ảnh bởi mô típ xám ngắt hay lạnh tanh của biển cả. Anh Phong vuốt ve biển bằng hồng hào đôi má xuân thì, ngọt ngào đôi mắt biển bao la, nhưng đầy đặn sức sống của bờ vai con gái. Chất kích thích ấm ấp trong từng vị mặn của muối, hình như đã hòa tan cùng với nước mắt, để cho ra đời loạt tranh chiếm khá nhiều không gian hồng hào của hy vọng và hồi sức sau loạt tranh biển đầy ám ảnh ngày hôm qua. Thế thì chị Thủy Vân đọc rồi, Thủy Vân được thấy một cái bức tranh của chị màu hồng hoàn toàn khác với những cái tông màu trước đây. Chị có thể chia sẻ một chút xíu về điều đó. Khi mà anh Phong sáng tác có một thời gian rồi thì mình bắt đầu mình tĩnh tâm nhìn lại. Nhìn lại mình hỏi chứ nếu mà cái đường đó mình đi nhiều lần, bây giờ có thể đi đường khác hay không? Mà mình đi một cái đường khác, mình tìm một cái lối đi khác, rồi lối đi đó còn anh Phong hay không? Thì cái đó là một cái cách tìm. Hành gia kỳ này coi như là một cái thử thách, lấy những cái màu nhẹ để mà vẽ những cái cảm xúc nặng, coi nó tới hay không, mà nó tới được bao nhiêu. Hành gia cái đó cũng là một cái chơi với màu. Tại vì màu nhẹ đối với anh Phong nó cũng dễ thôi, tại cái màu nó ngọt quá à. Nhớ nhiều khi ăn ngọt nhiều mình phải ăn chuông chút làm sao đó. Thì trong cái màu ngọt nó có những cái chỗ đậm. Trong cái màu ngọt nó có lúc mà ngọt nhiều, ngọt ít gì đó. Thì cái màu đó nó tới lúc mà mình cái cảm hứng nó như thế nào thì tới lúc đó. Nhưng mà đó là một cách để mà anh Phong muốn tìm một cái lối đi mới, cho nó ngọt ra đi thôi. Xin cảm ơn chị. Và thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi một cuộc nói chuyện thân mật giữa Thủy Vân và họa sĩ Anh Phong. Để biết coi là chị Anh Phong tới đâu thì xin mong quý vị đừng có rời màn ảnh, và chúng tôi sẽ quay lại sau vài thông tin thương mại sau đây.